có sâm ngon lắm tâm cây đã được trồng. Hiện tại đang trong quá trình chăm sóc và bảo dưỡng. Như vậy, toàn bộ mặt cỏ gần trên sân tâm cây sẽ được thay thế bằng cỏ chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế. Với tiến độ thi công như hiện tại, theo kế hoạch, tháng 11 đội bóng đất Quảng sẽ trở về sân nhà tâm kỳ. Nếu không còn cảnh đi đá nhựa ở sân Hoàng Lập hồi xuân như mùa giải năm ngoái, ngoài các hạng mục mặt cỏ, đường chạy đường kinh, các nhà thầu còn chuẩn bị nâng cấp dàn đèn sân tâm kỳ. Cụ thể sau khi hoàn thành mặt cỏ, đơn vị thi công sẽ tiến hành đo lại cường độ ánh sáng của 4 dàn đèn. Trên cơ sở đó, sẽ tính toán số lượng đèn cần bổ sung, căn chỉnh để đạt độ sáng theo tiêu chuẩn thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Nhìn tổng quan, hiện tại sân đẹp, chắc chắn sau khi hoàn thiện, sân Tâm Kỳ sẽ là một trong những sân hoạt động tốt và đạt tiêu chuẩn của AFC.